Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Hôm qua 16 tháng 8, thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt tại Quy Nhơn, ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ Topeland Bình Định và ra sân tập cùng các đồng đội ngay trong buổi chiều. Về lý do vì sao chọn đầu quân câu lạc bộ Topeland Bình Định, Đặng Văn Lâm nói, Bình Định là câu lạc bộ có tham vọng lớn. Bản thân tôi cũng muốn có danh hiệu ở cấp câu lạc bộ nên chọn câu lạc bộ này để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên. Thủ môn mang dòng máu Việt Nga thổ lộ lúc này anh cố gắng hòa nhập nhanh để cùng các đồng đội thi đấu đạt thành tích cao nhất cho câu lạc bộ Bình Định. Ở Bình Định có nhiều anh em thi đấu thường xuyên cùng tôi ở tuyển quốc gia, điều này có thể giúp tôi hòa nhập nhanh để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, Văn Lâm cho biết. Đặng Văn Lâm cũng lý giải thú vị việc chọn mang áo số 35 ở câu lạc bộ Bình Định. Trước đây tôi thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng với số áo đầu tiên là 35. Ở câu lạc bộ Bình Định hiện trống số áo này nên tôi chọn, thủ thành 29 tuổi bày tỏ. Ở tuyển quốc gia, Văn Lâm thường mặc áo số 23 còn ở khi xuất ngoại đầu quân Muang Thong United Thái Lan hay Cerezo Osaka Nhật Bản, thủ thành này đều mang áo số 1. Ngày 20 tháng 8 tới, câu lạc bộ Bình Định 17 điểm, hạng 5 chạm trán với Thanh Hóa 15 điểm. Hạng 8 ở vòng 13 cũng là lượt cuối giai đoạn 1 V-League 2022 trên sân Quy Nhơn. Văn Lâm có khả năng ra sân từ lượt về vòng 14 khi Bình Định chạm trán Bình Dương trên sân Quy Nhơn ngày 28 tháng 8. Công Phượng làm thủ tục xuất viện, trở về Gia Lai chuẩn bị đấu đội Hải Phòng. Việc thiếu vắng Công Phượng ở trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2022 gặp Hà Nội FC vào ngày 14 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy có thể đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai. Trước trận đấu này, Công Phượng vẫn tham gia họp báo bình thường vào chiều ngày 13 tháng 8 và anh khẳng định khi được tín nhiệm trao băng đội trưởng, anh sẽ cố gắng cùng đồng đội thi đấu thật tốt. Khi huấn luyện viên Kiati sắp tiết lộ lý do tại sao để Phượng làm sếp trong cuộc đối đầu kinh điển này là muốn tạo cho Phượng áp lực, Công Phượng đã cười rất tươi và khẳng định tôi không thấy áp lực gì cả đâu. Một lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho hay, sau khi họp báo xong, Công Phượng vẫn tập luyện rất tốt ở sân Hàng Đẫy và sáng hôm qua 14 tháng 8 là ngày thi đấu anh vẫn cho thấy sức khỏe không hề có vấn đề gì. Nhưng đến trưa cùng ngày, Công Phượng cảm thấy bị mệt và sốt. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lập tức cho anh đến khám ở bệnh viện. Rất có thể, Công Phượng bị ốm do thời tiết ở Hà Nội đang nắng mưa thất thường. Phượng đã không đảm bảo được điều kiện thể lực để thi đấu và ở lại bệnh viện để được các bác sĩ chăm sóc khi đội thi đấu vào tối qua. Băng đội trưởng được giao cho Nguyễn Tuấn Anh. Tháng trước, Công Phượng bị chấn thương vào thời điểm trở lại, tiền đạo tuyển Việt Nam đã có bàn thắng rất đẳng cấp, giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại đội Sài Gòn với tỷ số 1-0 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 11 ngày 5 tháng 8 vừa qua. Ban huấn luyện cũng rất hy vọng Công Phượng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn ở cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 12. Nhưng không may cho Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân Phượng khi anh buộc phải vắng mặt ở trận đấu này vì lý do bất khả kháng. Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu rất nỗ lực nhưng trước đối thủ chơi quá hay, đội khách đã thua với tỷ số 1-2. Sáng nay, bác sĩ bệnh viện đồng ý cho Công Phượng làm thủ tục xuất viện vì sức khỏe của anh đã bình thường. Đội Hoàng Anh Gia Lai di chuyển ra sân bay trước còn Công Phượng và bác sĩ đội sẽ về sau nhưng cũng ngay trong ngày 15 tháng 8. Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đội sẽ tích cực chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội Hải Phòng ở vòng 13 vòng cuối của lượt đi V-League 2022 vào ngày 19 tháng 8 trên sân Pleiku. Và Công Phượng có thể sẽ thi đấu được. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!